Cái này đáng sợ không anh? Đồ chơi đi rồi biết. Không có dây, không dây an toàn. Có rất nhiều người hoảng sợ tại vì cái vòng xoay này nếu quá nữa. Ui quá. Ok, xin chào anh em. Thì bây giờ coi như cũng là gần hè rồi. Thì là tôi bây giờ tôi đang tìm một cái chỗ nào đó mà kiểu như nó relaxing á. Thì hôm nay là chúng ta đang ở Đầm Sen, đi để thư giãn xíu sau mấy tháng làm việc mệt mỏi. Thì hôm nay là tôi đi Đầm Sen có một mình rồi, nên là tôi không biết là có gì vui ở đây để chơi không. Nhưng mà Hello. Ủa đi đâu vậy? Đi Đầm Sen. Ủa, Đi chung. Giờ là tôi đang lên Phượng Hoàng Lửa. Anh em biết cái dòng cái này là Phượng Hoàng nha, nhưng mà có đây màu xanh. Vui vẻ nhẹ nhàng. Ở đây có trường hợp nào người ta chơi người ta ói vô mặt này. Mà đừng nói nữa, nó là ói á. Good. Xứng đáng chùm cuối. Thì bây giờ là sau khi tụi mình đi cái Phượng Hoàng nãy á, thì anh Thạch cảm thấy là anh Thạch muốn đi một cái đó ghê hơn. Mặc dù anh Thạch rất là mệt, anh Thạch muốn là vượt qua cái nỗi sợ bản thân. Và bây giờ tụi mình sẽ đi một cái gì đó tàu lượn siêu tốc, không mang đồ bảo hộ, không mang dây an toàn. Cái gì? Ok, hợp lý luôn, chơi luôn, rất đáng sợ. Đi. Ủa, ngồi ở đâu là sợ nhất chú? Bây giờ sao anh thấy lo lắng không? Anh này cảm thấy bình thường nha. Nó good. Alo. Hơi sợ chút, nhìn thấy nó cũng hơi quằn. Ui, cao vậy. Các bạn có thể thấy có rất nhiều người hoảng sợ tại vì cái vòng xoay này nếu quá nữa. Ui quá. Thấy mạnh mẽ hơn chưa? Quá mạnh, anh cảm thấy như là anh lên được 18 tuổi. What? Ok. Anh trở thành được 18 tuổi. Qua trò tiếp theo. Ok. Đếm 3, 2, 1 cái là cùng nhau bỏ chân xuống nha. Ok. Bên chưa đây có bạn nè. Rồi, 2, 3. Mới. Anh đi lên coi kìa, anh đi lên coi kìa. Mình đang chân ở đuôi rồi đó sao? Ôi, chịu rồi. Đi lên nè. Ok. Arigato. Thanks. Hello, thì là sẽ đi lên tàu lượn nước cái kiểu. Ok. Hello anh Thành, how you doing? I'm ready. Mày chịu mất kính nha. Kính tháo ra hả? Lên đỉnh cùng nhau. Lên đỉnh cùng nhau nha. Mưa kìa. Đây là trời có vẻ hơi mưa. Lên đỉnh. Hơi sợ, hơi rén. Lên đỉnh rồi. Trời ơi, đợi xong lên đỉnh làm cái bàm, tôi có giật mình luôn. Tôi sẽ ăn trưa một cái xong rồi sẽ đi quay tiếp. Đấy. Ok, thì bây giờ là tôi đang trưa xong. Bây giờ tôi sẽ qua xe điện đụng không gian sôi động của tốc độ. Tôi siêu dài, siêu quần. Ok, let's go guys. Này nó hơi kỳ đúng không? Thôi đi. Này. Xong bây giờ tụi tôi sẽ vô một cái trò chơi tên là vòng quay siêu tốc thế giới gì đó. Bây giờ là tôi sẽ cầm GoPro vô. Mình sẽ đi một cái gọi là gì hả? Roller coaster. Không, cái này là
vòng xoay gì? Vòng xoay không gian. Vòng xoay ngoài không gian. Cho mấy chú thì coi cái đây. Đây là động cơ của này. Very very space atmosphere. Có máy lạnh không nè? Vậy. Chuẩn bị nha. Oh Jesus Christ man. Kết thúc của chuyến đi đầm sen trải nghiệm ngày hôm nay là tôi sẽ đi vô cái roller coaster siêu bự này, chùm của roller coaster. Ok, bây giờ tôi đã tới cái tàu lượn siêu tốc siêu hề siêu lú. Cái này đáng sợ không anh? Ồ, chơi đi rồi biết. Coi chừng nó xoay ghê lắm á, nó xoay ghê. Đi kìa, đi kìa, đi kìa. Nó đi liền luôn á. We're in this together. Yeah. Trời ơi, sao nó nhanh vậy? Nó không có nhẹ nhàng hết. Tại sao mình lại ngồi trước? Tại sao mình lại ngồi trước vậy hả? Tại sao? Đang đi lên nè. Mà tại sao mình lại ngồi trước? Bây giờ chúng ta đang thấy được một view rất là đẹp nha nè. Cái gì đây? Anh em chúng ta sẽ đi xuống nè. Cái gì vậy? Sao nó nhẹ nhàng vậy? Không, từ từ, nó sắp đổ, nó đá một cái nè. Đổ. Ok, là giờ chúng tôi sẽ vô cái chép này. Chúng ta bắt đầu đi rồi mọi người, đó, đây là nó đi như thế này nè. Ô. Bỏ nó lộn ngược đó anh Thành. Nó lộn ngược đó anh Thành. Oh my f***ing god. What the s*** is this? Oh my lord. Okay, what is this? Okay, we're fine. Okay. Đây là vui đùa với trọng lực căng. Anh ổn không? Anh ổn vậy? Happy ending. Kết thúc một chuyến đi trải nghiệm đầm sen, những cảm giác mạnh. Anh Thành thì có vẻ rất ok ha. Yeah, anh khỏe. Mọi người thấy vui không? Rồi. Cảm ơn mọi người xem và mọi người nhớ subscribe cho mình Big Bang nữa. Và nhớ subscribe nha. Bye. Ok, bye bye. Thở quá.